tôn giả trưởng thượng những bậc thánh tăng như ngài Xá Lợi Phất và Mục Liên vân vân, thì họ lại là những người có cái tính xấu và là bạn thân của Devadatta, Devadatta. Ở trong bài kinh này ngắn gọn có nghĩa là chúng tôi chỉ nghe bài kệ từ các vị Phạm Thiên, hai vị Phạm Thiên đã nói lên bài kệ với Đức Phật để ám chỉ cho những vị tỳ kheo xấu tánh đó. Còn trong những trường hợp khác thì chúng ta mới nghe về những cái vị tỳ kheo này còn bây giờ thì chúng ta chỉ cần biết cái nội dung của bài kệ và vị Phật chi đã nói thôi. Giờ đây xin kính người Phật tử MC đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh Thượng tọa Pháp Tân vị giảng sư hôm nay thuyết giảng bài học này. Xin mời cô Hùng Lan. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân ngài Hòa thượng Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và cảm ơn cô tu nữ Như Pháp. Bài 8 kinh Kattamo Dakkatissa. Kattamo Dakkatissa xuất tăng. Ưa thị phi thì xu hướng theo bạn xấu dẫn nhập. Người hiền thiện sống hướng tâm vào sở hành của bản thân hơn là nặng lòng với chuyện thiên hạ. Tâm lý chung cho thấy những ai sống thường bận tâm với sự khen chê dị chuyện người này người kia, ít khi có cái nhìn với chiều sâu. Ngay cả người xuất gia, nếu dành phần lớn thì giờ bàn chuyện thị phi thì lâu ngày trở thành kẻ xu hướng theo bạn xấu. Kinh văn. Tại Savatthi, thở ấy vào một buổi trưa, Đức Thế Tôn đang độc cư tịnh mặc. Bấy giờ có hai vị Phạm Thiên, Bích Chì, Subrahma và Sutta và Sá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, mỗi vị đứng tại một cột trụ. Rồi Phạm Thiên, Bích Chì, Sutta và Sá đề cập tới tỳ khu Kattamo Dakkatissa nói lên kệ ngôn này trước Đức Thế Tôn. Con nghĩ người có trí không đo cái vô lượng, chỉ kẻ ưa thị phi suy ta ra bụng người. Thích văn. Appa mày rằng pa mi nàn tô cô thá quy địch hòa đít cấp ba về. Người có trí sao lại có thể định lượng, sao thật lại có thể lượng định cái không thể đo lường. Appa mày rằng pa mà di nàng ní vú tằng tằng mà nhề á kích sau hoàn tí. Con nghĩ những ai đem tâm lượng hẹp hòi để đo lường tâm bao la vô lượng, đúng là kẻ chỉ biết nghe chuyện thị phi. Thích nghĩa. Theo sớ giải thì chữ á kích xá quá chỉ cho kẻ nông cạn thiếu trí. Hậu sớ giải thì giải thích từ này theo ngôn ngữ dân gian chỉ cho người hay xu hướng theo chuyện thị phi. Kin tí su na tí e ta giá tí cát tá mồ đát cá tí xá là một tỳ khu cùng với cô ca lý cá khàn đá đề quý bút tá và su mút đá đát tá thuộc nhóm theo đề quá đát tá kích động chia rẽ tăng chúng. Những vị này thường đố kỵ, dèm pha các bậc trưởng lão, đại đệ tử Phật, chuyển dịch và biên soạn giáo trình tỳ kheo giác đẳng.
Xin đạo tràng chúng ta lắng tâm thanh tịnh để chúng ta thỉnh Pháp Sư. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc, sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe điều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí duyên rõ ràng. Thỉnh Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, chúng con đã đọc xong phần kinh văn. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thamma Giá, Nam Mô Sangkha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh để Đệ Trì cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Cái bài kinh hôm nay đó là ở trong cái phẩm thiên thứ nhất, nói về một vị phạm thiên, một trong hai cái vị phạm thiên đó, tên là Xuất Thát Quả Xá. Thì vị phạm thiên này đã đến với thưa với Đức Phật, có một cái vị tỳ kheo tên là Kattamo Dakastissa. Thì vị tỳ kheo này đó là có lẽ là ở trong một cái nhóm của những cái vị tỳ kheo Koka Devadatta, hoặc là nhóm của cùng nghĩa là Kokalika. Thì những vị tỳ kheo này đó nói đến đó là thường là nói chuyện, bàn chuyện của người khác, để lên chuyện của người khác. Ở đây đó chúng ta thấy cái kệ ngôn mà vị phạm thiên này đã nói đó, là con nghĩ người có trí không đo cái vô lượng, không đo cái vô lượng, chỉ kẻ ưa thích thị phi, ưa thị phi si ta ra bụng người. Ở đây đó thì cái bài kệ thì ngắn gọn, nhưng mà nhằm để cho chúng ta thấy rằng cái việc mà mình hướng về cho chính mình thì nó tốt hơn là mình đi tìm những cái hành vi của người khác, hành vi của người khác. Chúng ta nhìn lại ở trong cuộc đời này, ở ngoài đời cũng vậy. Nếu mà một người mà chuyên về nghiên cứu một cái gì đó thì người ta để tâm vào một cái vấn đề đó, và họ tìm hiểu, họ phân tích, rồi họ có những cái lý giải của họ. Ở cuối cùng thì họ có được những cái chuyên sâu, những cái chuyên môn ở trong một cái lĩnh vực nào đó. Thì ví dụ như là một người nghiên cứu cũng vậy. Mình nói là như thế này. Có những người thì bolo bola nói chuyện rất là nhiều. Nhưng mà cái người đó họ ít có cái chuyên sâu hơn, tức là ít có những cái sự suy nghĩ nó sâu sắc, bởi vì những cái gì đó họ hoạt động từ cái ở bên ngoài. Còn ngược lại, có những người đó thì họ thường xuyên đi tìm kiếm, đi truy tầm, rồi họ tìm hiểu, rồi họ nghiên cứu những cái điều đó. Thì cái người đó họ có những cái chuyên sâu hơn. Ai có cái ảnh này rồi lại có những cái chuyên sâu. Đó là chúng tôi nói chuyện ở bên ngoài.
Còn nếu mà nói đến cái đời sống tu hành á, thì thật sự ra đó là nếu mà Đức Phật ngài nói rằng là một cái người trí đó thì phải phải hướng về chính mình. Mặc dù đời đó thì nó có những cái phương hướng, có người đó là có những cái phương hướng tự mình, tức là lấy cái tôi của mình làm cái chủ thể. Rồi lúc đó, đó là mọi cái suy nghĩ của mình, cái hoạt động của mình, những cái gì mà mình suy nghĩ thì mình nghĩ rằng, cho rằng cái của mình nghĩ nó là đúng, cái mình nghĩ, cái việc của mình nghĩ nó là đúng. Rồi đó thì đúng hay là sai, nhưng mà họ bất chấp là cái lời khuyên hay cái lời mà động viên hay là những cái lời hướng cho họ, họ cũng không nghe. Có người đó thì lại có một cái phương hướng là tùy theo người ta khen chê ra sao đó, thì tùy theo họ. Họ khen thì mình làm, mặc dù việc đó nó không đúng, việc đó nó sai, vẫn là họ khen, được họ khen. Nhưng mà có những điều đó là, có những người đó là bị chê. Khi mà bị chê như vậy thì dù cái việc đó là đúng nhưng mà họ cũng bỏ, chứ họ không cần làm. Thì có một cái hạng người thứ ba đó là mình có một cái phương hướng theo pháp, một người khuynh hướng theo mình, tự ngã của mình, tự mình. Rồi có người khuynh hướng theo đời, tức là tiếng đời khen chê thị phi ra sao, ra sao khen chê, khen thì họ vui mà chê là họ buồn. Khen mặc dù cái điều đó nó sai đi nữa mà họ vẫn đi theo cái điều khen đó. Rồi khi mà bị chê thì dù cái việc làm của họ đúng đi nữa, họ cũng có thể bỏ cái việc đó, họ cũng không làm. Nhưng mà có người đấy thì có một cái phương hướng là theo pháp, theo pháp, tức là họ thông hiểu về kinh điển, thông hiểu về giáo nghĩa, giáo lý, lời dạy của Phật trong Tam Tạng kinh điển. Rồi họ thấy cái gì nó đúng pháp thì họ làm, họ làm. Cái gì nó sai pháp thì họ không làm, họ tránh cái đó, họ tránh cái đó. Thì cái người trong ba cái phương hướng đó, thì cái người có cái phương hướng theo pháp đó, thì thật sự là họ có cái điều căn cứ hơn, căn cứ hơn, và cái đó nó thật sự là nó đúng hơn, nó lợi lạc hơn khi mà một người có cái phương hướng tự mình. Bởi vì cái nghĩ của mình á, nếu chúng ta không có một cái chuẩn mực gì đó để làm cái khuôn vàng, để làm cái thước ngọc để mà mình cứ vào đó để mà mình làm theo á, thì nó có khi cũng bị sai. Còn phương hướng theo đời á, thì đời có khen thì mình làm, dù việc đó là xấu, việc đó không đúng, việc đó không đúng, mà đời có chê họ, dù là việc đó đúng, việc đó thiện, việc đó phải, nhưng mà họ cũng vẫn bỏ. Thì cái cả hai cái phương hướng đó nó cũng không tốt. Chỉ có cái phương hướng theo pháp á, thì nó đúng. Thì bây giờ á, chúng ta thấy rằng á, là khi mà nói đến đời sống tu hành á, thì phải nói có một điều, đó là chúng ta hiểu rằng trau dồi để chúng ta học hiểu, chúng ta trau dồi tự thân. Cái việc tu trong đạo Phật đó là nỗ lực tự thân là chính, nỗ lực tự thân là chính. Mà mình không nỗ lực á, tự thân á, thì cũng chẳng có một cái lợi lạc gì, trong khi mình không hướng đến về cái đời sống nội tâm của mình. Ở đây đó là gọi là một cái người trí. Chúng ta hiểu rằng ở trong cái người trí, ở trong đạo Phật đó, là cái người mà chuyên tâm hành trì và tự sửa đổi lấy mình, tự trau chuốt lấy mình,
và tự mình làm cho mình được được tốt đẹp, đó là cái người trí. Còn trong khi một người khác đó, nếu là mình nghĩ đến những cái điều, chúng ta nói rằng một cái điều đó là ngay cả những cái sự việc nó xảy ra, mình là những người trong cuộc đó, thì có khi đó là mình nhận vấn đề nó còn chưa có chuẩn xác, có chuẩn xác. Có khi mình nhận định vấn đề nó còn chưa chuẩn xác, huống chi là người ở bên ngoài nhận định thì nó nhiều khi nó cũng chưa đúng. Huống này là một người có khi đó là có những người họ không quan tâm đến cái đời sống của họ mà họ để ý những cái điều ở bên ngoài. Chúng tôi thấy ở trong kinh nói rằng nhiều khi trong cái khẩu nghiệp của mình là nói những lời không thật, nói những lời ác độc, nói những lời chia rẽ, hay là nói những lời mà phù phiếm. Phù phiếm tức là mình nói những chuyện không có ích đâu vào đâu, bàn chuyện đầu trên xóm dưới, người này người nọ. Sự thật ra mình nói những điều đó nó cũng không có lợi gì. Nhưng mà có những người đó, chúng ta thấy rằng có những cái phinh hướng, họ thích ngồi lại đó, họ bàn chuyện người khác, trong khi cái chuyện giống như người ta nói là chuyện của mình thì mình không rõ, không sáng, nhưng mà chuyện của người ta thì mình cứ đem ra mình bàn. Thì cái đó nó cũng không phải là tốt. Mà quý vị biết rằng là ở đây đó, có những điều mà mình biết, nhưng mà có những điều mình cũng không biết được. Những điều không biết được, như chúng tôi đã nói đó, là có khi người ở trong cuộc đây mà người ta nhìn phiến diện một mặt nào đó, người ta không có một cái nhìn một cách toàn diện hay là nhiều khía cạnh đa chiều, thì họ phán xét vấn đề nó còn chưa chính xác, huống chi là cái người ở ngoài cuộc. Cái người ở ngoài cuộc mà mình á, nếu mà người Phật dạy đó, nếu là một cái người trí thì mình hãy nhìn lấy chính mình. Giống như trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỷ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Trong kinh Pháp Cú ở một cái câu số 379 Đức Phật Ngài đã có dạy. Cho nên nếu rằng mình để cái thời gian mà mình nhìn người khác đó, giống như chúng tôi thấy nè, mình đi đến cái hội chúng nào cũng vậy. Sự thật ra là mỗi một người tự làm cho mình tốt, thì khi mà mình đi đến một cái hội chúng nào đó, thì mình sẽ những người đó, ví dụ như 10 người, 20 người đều tốt hết đó, đều tốt đẹp hết đó, thì cái hội chúng đó là hội chúng tốt đẹp. Còn trong khi đó, chỉ cần có một người nào đó chỉ cứ nhìn người khác hoài, thì ở trong cái nhìn của người khác, mình nhìn cái dò xét coi khác cái này cái kia đó, bắt lỗi từng chút đó, thì cái đó đó, chính bản thân của cái người đó nó cũng không là không lợi ích gì cho mình đó. Tại vì tối ngày cứ đi dò xét người khác đâu, dò xét có người khác, có cái câu là đức đừng có xem coi cái người ta họ có làm cái gì hay là không làm cái gì, mà hãy nhìn coi mình có làm cái gì hay là không làm cái gì. Cái gì nên làm thì mình làm, còn cái gì không nên làm mình nên tránh thì nên tránh, đừng có nên dò xét. Mà ở đây đó, thí dụ như là mình thấy rằng khi mà mình chơi bạn cũng vậy, ở ngoài cũng vậy, mà ở trong đạo cũng vậy. Có những người đó thì ngồi lại thì thích bàn về chuyện Phật pháp, nói ở trong kinh như thế này, rồi cái cách sinh hoạt như thế này nó tốt hay là không tốt như thế nào, để rút ra những cái ý đẹp, rút ra những cái bài học hay để mà mình có những cái kinh nghiệm, nhận định như vậy là đúng, nhận định như vậy là sai, thì mình có cái lợi ích hơn. Còn trong khi có những người cứ ngồi ngồi rồi cứ nhớ cái người này cái này người kia hành vi như thế nọ, nó trở thành một cái, chúng tôi nói nó là nó trở thành một cái thói quen của mình. Có những người là như vậy, tức là ngồi lại là chỉ trích coi người ông A bà B thì như thế này thế nọ, mà không có biết là mình nên làm gì. Mà có những người đó, quý vị thấy rằng nhiều khi đó không làm những việc thiện, những việc tốt, mà thấy người ta làm việc thiện, việc tốt thì ganh tị.
nói này nói nọ hay là nói ra nói vô, nó cũng không phải cái tốt. Chính bản thân của người đó, họ đã là không không tốt rồi, cho nên hả, mà cứ nhìn cái xấu, nhìn cái gì đó mà mình cứ tìm lỗi của người khác để rồi mình cứ bươi móc hay là mình chỉ trích hoài đó, thì bản thân của cái người mà chỉ trích đó, họ cũng không là phải là người tốt rồi. Tại họ phải đi tìm những cái người bạn có cái ý nghĩ giống như họ, họ để họ kết thân, để họ kết thân, để họ chơi. Chúng tôi lại nhớ như thế này nè, có một lần nọ khi mà Đức Phật ngài hỏi ngài A Nan về đời sống tu hành như thế nào, thì ngài A Nan ngài mới nói rằng toàn ngài nói A Nan là một nửa ở trong cái đời sống phạm hạnh này là do thân cận với bạn lành, thân cận với bạn lành. Rồi Đức Phật ngài nói không phải như vậy, không có nên nghĩ như vậy, mà là toàn bộ đời sống phạm hạnh này là do thân cận với bạn lành. Cho nên là không trách sao người ta mới nói là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Khi mà hay hoặc là mình cái người mà hiền thiện đó, cái người mà hiền thiện thì họ sẽ đi tìm cái người hiền thiện để họ họ gần gũi, họ thân cận. Còn cái người mà có cái tính mà bất thiện, bởi vì cứ ngày dò xét rồi tâm cứ sân giận bực bội ganh tị tật đố hơn cua, tất cả những đó rồi tìm cách lời nói hành động chỉ trích người khác, thì cái đó nó cũng chẳng có lợi gì cho bản thân của người đó. Mà cái người nào mà gần gũi với những cái người mà thường nhìn lỗi của người khác đó, dò xét người khác đó, thì cái người đó họ ở gần họ cũng khổ lắm, họ cũng bị khổ lụy lắm. Tại vì sao? Giống như là khi nãy chúng tôi nói đó, là mình gần gũi với bạn lành, bạn lành. Giờ mình sống trong cái hội chúng tu tập cũng vậy, mà hội chúng ở đâu cũng vậy. Như vậy thì khi mà mình gần gũi với những cái người mà có cái gọi là có đức, thì mình sẽ tìm hiểu, rồi mình học hỏi, mình trao dồi, mình học hỏi được những cái hay, lời hay ý đẹp, rồi mình học hỏi được những cái hành vi của cái người mà sống hiền thiện, thì mình cũng học hỏi được những người đó. Trong khi nếu như một người mà có một cái tâm chỉ trích thì họ lại đi tìm nhà, đi tìm cái lỗi của người khác và đi tìm cái bản thân của người đó, thì họ sống trong một cái tình trạng hết sức là lo sợ, hết sức là ganh tị, hết sức là sân hận, tìm một cái lỗi nhỏ cái để mà chỉ trích. Rồi bản thân của người đó cũng chẳng có tu tập gì. Cho nên ở đây đó nói rằng là cái người trí là chúng ta phải nhìn lại chính mình. Giống như cái câu pháp cú khi nãy Phật dạy rằng là tự mình chỉ trích mình. Chỉ trích tức là mình phải xem coi đời sống mình nó có được tốt hay không, có làm được cái gì hay không, đời sống mình có thật sự là tu tập có chánh niệm hay không, đời sống mình có giới hạnh hay không, đời sống mình có thật sự là để tâm cho toàn cho cái đời sống tu tập cho chính mình, hoặc là ít ra thì mình không tự lợi cho mình thì mình cũng làm lợi cho người khác bằng với những cái hành động thiện của mình, thì đó là tốt rồi. Đó là tốt, là nhìn lại ở quá trình. Giống như mình tu nè, trong cái quá trình tu của mình, thời gian nó cũng chỉ là với một cái giới hạn của thời gian thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mình tu tập á, có thấy mình được tiến bộ gì hay không, hay là mình thấy mình bị tụt lùi, thụt lùi, mình thấy mình bị thiện pháp của mình không tăng trưởng, mà mình bị dễ vui, mình bị thoái đọa ở trong cái đời sống của mình, thì cái đó nó không phải là tốt. Nhưng mà đối với cái người mà nhìn coi trước đây là mình cái niềm tin của mình tốt lắm, giờ mình đụng chuyện một cái chuyện gì đó thì tự nhiên mình bị mất cái niềm tin, là mình biết mình bị thiếu, mình bị mất đi cái niềm tin rồi. Cho nên là mình nhìn lại coi cái niềm tin của mình nó còn tốt hay không, tin về nhân quả,
tin về Phật Pháp Tăng, tin về cái đời sống tu hành của mình nó có được thánh thiện hay không, nó được hướng thiện hay không. Chúng tôi lại nhớ ở trong cái bài kinh gọi là bài kinh Tâm Quang Vu, thì ở trong đó có 5 điều mà ở trong bài kinh đó được dạy đó là sao? Thứ nhất là hoài nghi Phật, thứ hai là hoài nghi Pháp, thứ ba là hoài nghi Tăng, thứ tư là hoài nghi học Pháp, và thứ năm là bất mãn bạn đồng phạm hạnh. Cho nên nếu mà mình nói rằng một khi mà mình bị lợt lạc đi, soi pha đi cái niềm tin của mình về Phật Pháp Tăng, rồi mình bị thói đọ ở trong cái đời sống mà Pháp của mình hành Pháp nó không có cái sự tiến triển, mà lại là càng thấy nó càng bị sa sút hơn nữa, rồi từ đó mình sanh ra những cái tư tưởng, sanh ra những cái hành vi, sanh ra những cái suy nghĩ nó tiêu cực, và do vậy đó thì không có ích lợi gì cho cái đời sống, mà đó là một trong những cái tâm mà gọi là tâm quan vu, mà nó sẽ đi vong rủi và cuối cùng nó cũng chẳng có đạt được cái lợi ích gì. Và cái điều thứ năm là khi mà mình bất mãn bạn đồng phạm hạnh, ở đây nói bạn đồng phạm hạnh thì nói là những người tu chân chánh, những người tu có giới hạnh, có đạo đức, nói chung là như vậy. Nhưng mà rồi là chúng ta biết rằng ai đó, một cá nhân nào đó có hư đốn, có thói đọa gì đi nữa, thì cá nhân đó hư đốn thói đọa, nhưng mà bản thân của những cái người đồng tu đó, những người đồng phạm hạnh đó, tức là mình gọi là tăng đó, thì cái đó chúng ta không có thể nào mà mất niềm tin, hay là chúng ta đánh đổ, chúng ta so đồng hết tất cả, mà chúng ta gom hết tất cả để chúng ta mất đi niềm tin, rồi trong cái cư xử của mình, rồi trong cái đời sống của mình nó mất đi cái niềm tin đó. Cho nên trí thì Phật dạy rằng là hãy nhìn lại coi chính mình, nhìn lại cái chính mình. Bởi có những điều đó chúng ta biết rằng là giống như những cái lúc trước, bài học lúc trước có cái bài gọi là cái tâm của mình nó cũng không thể nào mà mình đoán lường được hết những cái bậc mà người ta có những cái tâm cao thượng, hay là có những cái tâm bao la, những cái tâm rộng lớn như là các bậc thánh, như là Phật, thì chúng ta không thể nào nhìn với cái nhìn của mình để rồi chúng ta có thể đoán xét hết tất cả những cái hành vi của những bậc thánh được. Thì cũng như vậy, ở trong cái đời sống này đó, thì chúng ta có làm gì làm, nhưng mà nếu là người trí thì phải nhìn lại cho chính mình, nhìn lại chính mình, tức là xem coi cái niềm tin của mình nó có tốt hay không, có còn lớn mạnh nữa hay không, rồi đời sống giới hạnh của mình nó có tốt hay không. Bởi vì cái người trí đó, thì họ biết những cái lỗi lầm, cái lỗi lầm nho nhỏ, lỗi lầm nhỏ nhặt họ cũng biết sợ. Bởi vì cái người mà không biết sợ thì cái người đó dễ dàng bị phạm cái lỗi lầm lắm. Bởi một trong những cái yếu tố mà lòng tàm lòng quý, mình làm gì làm, tu gì tu, nhưng mà ít ra thì mình cũng có cái lòng tàm lòng quý, tức là mình phải biết xấu hổ. Làm như vậy nó có đáng hay không, nói năng như vậy có đáng hay không, rồi suy nghĩ như vậy nó có đáng hay không. Mình xét lại mình, nếu mà mình có những cái suy nghĩ gì lệch lạc, rồi có những lời nói gì nó không đúng, lời nói không đúng thì mình phải sửa. Cái suy nghĩ gì lệch lạc thì chúng ta phải kịp thời điều chỉnh cái suy nghĩ đó. Mình đừng có nên nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là một cái suy nghĩ lệch lạc. Suy nghĩ như vậy là không khéo tác ý. Không khéo tác ý. Và nếu không khó khéo tác ý thì cái tâm bất thiện nó sẽ khởi lên. Tham sân, rồi ganh tị, tật đố, ngã mạn nó sanh khởi lên. Nó nhiều thứ lắm. Nó sanh khởi lên mà mình không hay. Nếu như một người mà có lòng tàm thì biết xấu hổ, biết mắc cỡ với những cái điều mà mình không xứng đáng để làm những điều đó. Nếu giờ nó là một cái người tu thì mình làm những cái gì, chúng ta biết rằng nếu nhờ cái lòng tàm
nó ngăn chặn mình, nó ngăn chặn những cái hành vi mình nghĩ như vậy nó không đúng, mình nói năng như vậy nó không đúng, động như vậy nó không đúng. Với vai trò của mình là một tu, cái người tu đó là xuất, hay là cái người tu đó là tại gia, nhờ cái lòng tàm đó nó điều chỉnh mình, tức là sự biết xấu hổ đó nó điều chỉnh mình, làm cho cái suy nghĩ của mình nó đúng đắn hơn, làm cho cái hành động của mình đúng đắn hơn, rồi làm cho cái lời nói của mình nó đúng đắn hơn. Như vậy đó là mình biết xấu hổ. Và cái thứ hai nữa đó, là mình phải biết sợ. Sợ làm cái gì đó, nói năng cái gì, suy nghĩ cái gì đó. Sự thật ra thì nếu mà mình nói là một người phàm bình thường thì không có, người ta không có cái tha tâm thông thì người ta không biết tâm mình là cái gì, suy nghĩ cái gì, làm cái gì hết hoàn toàn được. Nhưng mà một khi mà có những cái suy nghĩ sái quấy đó thì mình biết rằng mình rất là sợ, hay là mình có cái hành động mình làm cái điều, ví dụ như quý vị biết rằng là mình đừng có làm cái gì mà tổn thương đến mất đi cái niềm tin của những người tu, những cái người đàn tính, hay là mất đi cái niềm tin của những cái người tu đó, gọi chung là như vậy. Nhưng mà rồi đó, bản thân của mình nó có giống như là chúng ta biết rằng trong giới luật cũng vậy, trong đời sống mình làm cái điều gì nó không được thì chúng ta nhận biết rằng mình chưa có thể làm được, hoặc mình làm không được. Chứ đừng có nghĩ rằng, đừng có nói Phật không có chế những điều đó, hay là thời xưa là như vậy, thời nay là khác rồi. Thì chúng ta nhận định cái nhìn nhận của chính mình, nhưng mà vô hình chung đó, chúng ta lại bỏ đi những cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Chỉ dạy chúng ta phải biết tránh xa những điều đó. Cái người mà biết sợ, sợ ở đây là sợ cái gì? Sợ thứ nhất là các cái bậc thiện trí chê trách. Các bậc thiện trí, các bậc thiện trí là người ta phải, các vị đó nhìn biết cái gì nó đúng, cái gì nó sai với pháp, sai với luật, cái gì nó đúng với luật. Thì hả, mình làm sai không đúng với luật với pháp rồi đó, thì các bậc thiện trí họ sẽ chê trách chúng ta. Mà cái người mà không sợ bậc thiện trí chê trách mình đó, thì bất cứ cái gì họ cũng dám làm, dù là chỗ khuất mặt hay là cái chỗ đông người hay chỗ gì đi nữa thì họ cũng không có bất sợ. Lúc đó họ không nghĩ đến là cái sự sợ hãi của bậc thiện trí chê trách. Cái thứ hai nữa là họ không sợ cái quả báo xấu. Cái người mà mình nghĩ mình làm cái điều gì, cả cái lời nói thân nghiệp mình, khẩu nghiệp mình, ý nghiệp mình bất thiện mình khởi lên, thì mình phải lãnh lấy cái quả đó. Cái quả đó, đó nó không sớm thì muộn. Cái quả bất thiện, chúng ta tạo cái nghiệp thiện thì cái quả thiện nó cũng sẽ trổ, không sớm thì muộn. Nhưng mà chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện đó, cái quả đó cũng sớm thì muộn, không sớm thì muộn nó cũng sẽ trổ ra thôi, nó cũng sẽ diễn ra thôi. Cho nên rằng là mình sợ cái quả báo xấu. Cái người mà có lòng quý là biết sợ quả báo xấu. Sợ rồi là sanh vào bàn sanh, hay là sanh vào địa ngục, sanh vào khổ cảnh và có những sự bất hạnh trong đời sống này, chính là gì? Do cái hành vi của mình sai trái. Cho nên cái người mà biết sợ cái quả báo xấu đó thì họ cũng không bao giờ mà làm những cái hành vi mà nó không đúng. Từ cái thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện. Khi chúng ta làm điều gì đó thì đều có những cái sự suy xét. Chúng tôi nhớ là ngài hòa thượng Giác Chánh lúc sinh thời đó, thì hòa thượng có nói cái câu là đừng nên làm những gì mình biết, mà hãy biết những gì mình làm, tức là coi cái hậu quả của nó, cái kết quả nó ra sao. Cái kết quả nó không tốt thì chúng ta không làm, kết quả không lành thì chúng ta không nên làm, mặc dù cái chuyện đó mình biết rất là rành rẽ, nhưng mà mình không có hành động đó. Không có những việc làm đó. Rồi ngài lại nói tiếp đó là đừng nên nói những gì mình biết, mà hãy biết những gì mình nói. Cũng tương tự như vậy, đừng nên suy nghĩ những gì mình biết, mà hãy
biết mình những gì mình suy nghĩ. Thì cái câu đó, đó nó liên quan đến cái gì giữa nhân và quả, nghiệp báo, cũng như là nó liên quan đến cái thân nghiệp, nó liên quan đến cái khẩu nghiệp, nó liên quan đến cái ý nghiệp của mình. Cho nên chúng ta nghĩ đến cái hậu quả của nó, nghĩ đến cái quả của nó, thì chúng ta dù cái việc đó chúng ta biết rất là nhiều, biết rất là rành rỗi, biết một cách rất rành rẽ, nhưng mà cái biết này đó, mà khi chúng ta hành động ra, chúng ta nói năng ra đó, thì nó cũng đều là dây đến cái quả báo khổ, thì mình cũng không nên làm. Nên suy tư những gì, nên biết những gì mình suy tư, chứ cũng không nên suy tư những gì mình biết. Thì cái khuynh hướng của một người phàm phu đó, chúng tôi nghĩ rằng cái khuynh hướng của người phàm phu là có cái tư duy bất thiện, tư duy bất thiện. Mà mình biết rằng mình suy nghĩ do tham nó chi phối, do sân nó chi phối, do não hại chi phối, mình suy nghĩ hoài những điều đó, thì nó khiến cho mình có những cái lời nói, và là khiến cho mình có những cái hành động bất thiện, hồi nào mình cũng không hay, không hay. Cho nên nếu như mà mình là ở một điều đó là khi chúng ta ngồi lại với nhau, giống như chúng tôi nhớ ở trong kinh Phật nói là các thầy tỳ kheo khi mà hội họp với nhau đó, thì có hai việc mà cần làm, đó là nói năng như chánh pháp và yên lặng của bậc thánh. Thì nếu mà mình để cái tâm của mình, nếu mà những vị tỳ kheo ngồi với nhau bàn luận về Phật pháp đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó có nó khi mà mình nói về Phật pháp thì cái tâm của mình nó không bị sao lãng về các cái pháp bất thiện, và khi mà mình nói về Phật pháp đó, nó củng cố cái sự hiểu biết, cái tri kiến của mình, nó điều chỉnh cái tri kiến của mình một cách đúng đắn. Và khi mà mình bàn luận về Phật pháp thì làm cho cái sự sáng tỏ nó càng lợi ích thêm cho cái hội chúng tỳ kheo đó. Rồi nếu như mà mình không có để mà nói với bàn luận với nhau về chánh pháp đó, thì nếu chúng ta có giữ cái nội tâm của mình là phải yên lặng như bậc thánh, tức là ít ra thì đời sống mình xem xét coi trong mỗi cái hành vi mình có chánh niệm hay không, có sự phòng hộ các căn hay không, hay là tâm của mình nó cứ phóng túng, tâm của mình nó cứ phan duyên theo trần cảnh, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, mình để phan duyên theo trần cảnh như vậy, không có một chút chánh niệm nào đó, thì cái đời sống của mình nó bị sa sút trong đời sống tu tập. Cho nên nếu gọi là một cái trí đó, cái người trí ở trong Phật là phải biết trao tâm cho chính mình, sửa tâm cho chính mình, chứ không phải đi nhìn người này hoặc đi nhìn người kia, dò xét cái lỗi người này, dò xét cái lỗi của người nọ, cuối cùng tâm của mình nó không định, tâm của mình không có chánh niệm, mà cứ đi tìm cái lỗi người khác, mà mình tìm cái lỗi của người khác cũng chẳng có ích lợi gì mình. Tại vì sao? Tâm mình nó cứ tham sân si giận tật đố ganh tị, nó cứ sanh khởi thôi. Giống như chúng tôi nhớ câu chuyện, nhắc cái câu chuyện là giống như là mấy bà già xưa, ngày xưa đi xem cải lương vậy. Khi mà có những cái vai mà đóng phản diện á, phản diện, họ bị coi cải lương, họ nghiện quá đi, họ thích quá đi, cho nên là nhập vai luôn, họ giác dép, họ chọi những cái vai phản diện đó, họ đóng ác đó. Mà mình biết quên mình là ai. Thì giống như cái câu chuyện mà chúng tôi nói vậy, giống như cái ví dụ là khi mà tâm của mình bàn về chuyện người khác đó, thì mình quên mình là ai. Mà Phật dạy cái người trí đó phải nhìn lại coi cái lỗi của mình nó có lỗi gì hay không, và việc gì mình đã làm, nên làm, đã làm chưa, hoặc là việc gì chúng ta có bỏ, đáng bỏ, chúng ta đã bỏ chưa, hay là chúng ta vẫn nuôi dưỡng nó, vẫn để cho nó cứ gần gũi hoài, hay là gần gũi với những cái điều gì. Giống như là khi nãy đó, cái câu mà Phật nói rằng là toàn bộ đời sống phạm hạnh này đó là gần gũi với bạn lành. Thì ở trong cái gần bạn gũi bạn lành đó, là nó có một điều đó là khi mà mình ở cái hội chúng nào cũng vậy, hội chúng của các bậc xuất gia, thì mình những cái người mà biết tu tập có một cái
gọi là có một cái lý tưởng tu tập bằng với cả cái niềm tin mình, thì mình sẽ đi tìm cái những cái bậc mà có cái đời sống đạo hạnh, có một cái đời sống tu tập tốt để mà mình thân cận, để mà mình học hỏi được những cái hay. Thì như vậy đó là mình được trao dồi, được học hỏi cái tốt cái đẹp ở trong đời sống đạo đức này. Câu Pháp Cú có một câu Đức Phật ngày dạy rằng là gần hiền chăm chú học khôn tức thì thấu nhập pháp môn dễ dàng, gần hiền chẳng biết học khôn bao giờ nếm được mùi hương đạo lành. Và Đức Phật ngày ví giống như là gần hiền, gần cái bậc hiền trí đó, mà mình học hỏi những điều khôn đó, điều hay điều quý đó, thì giống như là cái lưỡi mà mình nếm được cái hương vị của canh mặn ngọt ra sao, bùi béo ra sao, chúng ta biết được. Còn cái người mà gần hiền mà chẳng biết học khôn đó, thì cái người đó không bao giờ nếm được cái mùi hương đạo lành. Và Đức Phật ngày ví dụ giống như là cái vá mà múc canh thôi, nó hoàn toàn vô tri vô giác, nó không nếm hương vị của canh. Thì cũng như vậy, dù ở gần đi nữa, dù ở gần rồi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là giống như có một cái câu là ai thấy pháp thì người ấy thấy Như Lai vậy. Và ai thấy Như Lai người ấy thấy pháp, thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là thấy được cái sự giác ngộ qua cái tuệ giác mà vị đó, với cái tuệ giác mà vị đó sanh khởi lên để đoạn tận phiền não, thì thấy cái sự giác ngộ đó cũng như là thấy Phật, cũng như là thấy Phật. Thì cũng như vậy, mình đến với Phật pháp này đó là đến bằng với cả cái niềm tin, mình đến với Phật pháp này là đến bằng với cái sự hiểu biết, đó là trí tuệ. Cho nên rằng cái việc mà Đức Phật ngày nói là nếu là một cái người trí đó, thì phải nhìn lại coi chính mình, xem coi mình đã làm cái gì, niềm tin của mình được có củng cố vững chắc hay chưa, giới hạnh của mình được có được tốt hay chưa, đời sống chánh niệm của mình có tốt hay chưa, mình có mang, có làm lại cái gì lợi ích cho Phật pháp hay không. Mình xét thấy như vậy. Bởi vì cuộc tu thì mình vừa là tu tập, vừa là cống hiến, vừa là tu tập để nhằm chi? Để bồi bổ cái công đức, bồi bổ cái phước báo, bồi bổ cái ba la mật của mình, để mà mình sớm được giác ngộ. Cái điều đó là điều cần thiết. Cho nên là nhìn lại cho chính mình, chứ không phải là để rồi là quan trọng đến những cái khi, quan trọng đến những thiện. Có những người đó có ngày cứ coi người ta có khen mình cái gì hay không, không cần. Có người đó thì coi người ta có chê mình cái gì hay không. Ở đây không phải là mình sợ cái người chê, cũng phải là mình vô cảm với cái những gì người ta chê. Người ta chê mình mà mình nhìn lại coi mình có sai lầm gì hay không, có lỗi lầm gì hay không. Nếu có lỗi lầm mà người ta chê mình thì kịp thời mình chịu sửa. Không phải là mình vô cảm với những điều người ta chê, mà người ta khen mình thì cái đó là sự thật ra là mình làm được cái gì thì người ta khen, mà mình cũng không lấy gì làm thỏa mãn, hay là chúng ta tự mãn với những cái điều mà người ta khen, mà chúng ta cần phải phấn đấu hơn nữa trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên ở đây đó, không phải là khen chê mình, mà nói theo người đời đó, không khen người ta làm sao mà người ta có cái động lực để mà người ta động lực để người ta phấn đấu. Nhưng mà sự thật, nếu như một người trí thì chúng ta biết khen chê nó cũng là những cái lời nói thôi. Hả, khen được thì chê được. Vì vậy cho nên là mình chú trọng đến cái khen cái chê ở ngoài đời nhiều quá đó, lời nói ở bên ngoài nhiều quá, mà chúng ta quên lại cho chính mình, thì cái đó là cái điều nó không tốt. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái người tu ở trong Phật pháp cũng vậy, mỗi cá nhân tự nhìn lại cho chính mình tự làm tốt. Giống như người ta nói rằng mình không làm gì lợi ích cho đời, nhưng mà ít ra là mình không làm tổn hại cho người khác.
không làm tổn hại. Giống như mình nói là mình cái người tu, những cái người tu thiền đi, mình không có phải là thuyết giảng gì cho ai, không phải là làm lợi ích gì cho ai, nhưng mà bản thân của mình tự trao dồi cho chính mình, đó cũng là làm lợi ích cho người khác. Là vì sao? Chúng ta không làm tổn hại cho người khác, có nghĩa là chúng ta đã làm lợi ích cho người khác rồi. Làm như vậy. Cho nên là nếu là một cái người trí thì Phật dạy rằng hãy tự xét lấy mình, coi coi cái điều mà mình đã làm được gì hay chưa, hoặc là mình chưa làm được gì. Và cái điều quan trọng là Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo tự phòng hộ cho chính mình, cho chính mình. Nếu để cái thời gian còn lại mà mình đi bàn chuyện phím, chuyện người này, chuyện đầu trên xóm dưới, người này tốt, người kia xấu, nó cũng chẳng có lợi ích gì, chẳng lợi ích gì, mà nó vô tình làm cho cái nội tâm của mình chẳng có cái tu tập được cái gì. Rồi mình, cái người bản thân, cái người mà đi tìm dò xét cái xấu của người khác, thì cái tâm của người đó cũng không tốt gì, mà họ lại đi tìm những cái người không tốt để họ thân cận nữa, thì lại càng không tốt thêm. Trong khi một người mà Đức Phật này gọi là cái người trí đó, phải nhìn lại cho chính mình, và mình sống có cái sự phòng hộ, sống có cái sự chánh niệm, thì mình đã góp phần, chúng tôi nghĩ là mình góp phần một phần nhỏ vào ở trong một cái ngôi nhà Phật pháp này. Bởi vì chính mình đã trau dồi, mà mình hiểu rằng cái tôn chỉ của Phật á, Phật dạy cho mình là gắng làm, giữ tâm ý trong sạch, đó là Phật. Sappapassa akaranam kusala upasambada sacitta pariyodabanam etang buddhasasanam, đó là lời chư Phật. Cho nên là giữ cái tâm của mình được an tịnh, thanh tịnh, đó là mình thực hành theo lời dạy của Phật. Và chúng tôi nghĩ rằng dù là một vị tăng hay là một vị sư đi nữa, một mình sống tốt thì mình cũng đã góp phần ở trong cái ngôi nhà Phật pháp này rồi. Nếu một người tự cá nhân của mình sống tốt, 10 vị hợp lại đều sống tốt hết, thì nó đã là trở thành cái hội chúng tốt rồi. Còn nếu như một cá nhân này mà đi chỉ trích của người kia, chỉ trích của người nọ, cuối cùng thì cái người đó lại càng lao vào thêm trong những cái phinh hướng bất thiện, bởi vì sân hận, bởi vì ngã mạn, bởi vì tật đố, bởi vì sang tham, nó nhiều thứ lắm. Như vậy thì nó cũng không có tốt gì cho mình, mà cái người trí đó là phải biết phòng hộ cho chính mình. Cho nên cái bài học hôm nay đó là nói một điều, đó là khi chúng ta nếu đã là một cái người tu thì Phật dạy hãy như là một cái người trí, và người trí đó là hãy nhìn lại cho chính mình, coi mình làm được cái gì hay là chưa làm. Làm ở đây chúng ta hiểu là vừa tự thân phải trau dồi cho chính mình điều gì mình đã làm được, điều gì mình chưa làm được thì mình ráng cố gắng khắc phục để mà mình làm cho được những điều đó. Điều đó là điều thiện, điều đó là điều tích cực, mình nên sửa mình. Còn mình để những cái chạy rong ở bên ngoài đó, thị khuy đó, hơn thua cái này, hơn thua cái nọ, cái đó không phải là cái mục đích chính của đời sống phạm hạnh này. Mục đích chính của đời sống phạm hạnh này đó là tu tập thanh lọc nội tâm để hướng đến giác ngộ giải thoát. Và một cái việc giống như là chúng ta nghĩ là cái sự phụng đạo đó, phụng đạo, bản thân của mình góp được cho cái việc mà làm cho Phật pháp được xương minh một phần nào nhỏ nhỏ thôi, cũng là chỉ là hạt cát thôi, cái đó cũng là sự góp mặt của mình đối với cái sự tồn tại của Phật pháp. Thì chúng tôi xin được có cái ý, quý vị còn nghe không ạ? Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú, kính trình sư tòa pháp tân rất nhiều với pháp thoại vừa rồi. Bạch chư tôn đức và thân quý Phật tử, bây giờ tiếp theo là phần thảo luận. Kính bạch hòa thượng Từ Siêu, nếu hòa thượng đang ở trước máy và nghe rõ thì xin hòa thượng quan hỷ cho biết để thỉnh hòa thượng
có câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Hòa Thượng Tuệ Siêu. Dạ. Cuộc sống của chúng ta thì rõ ràng là đa số chúng ta đều có một cái thói quen là bận tâm chuyện của người khác, và lại ít khi chúng ta sống với cái khuynh hướng hướng nội. Về điều này thì chuyện nó rất là tự nhiên, mình hiểu như vậy. Nhưng mà dựa trên kinh nghiệm sự tu tập thì Hòa Thượng có thể hướng dẫn là giả sử chúng ta có cái khuynh hướng mà hướng chúng ta có khuynh hướng mà hướng ngoại, không có khuynh hướng hướng nội đó, thì chúng ta nên chuyển hóa như thế nào, chúng ta nên thay đổi như thế nào để mình có thể tương đối mà nói đó là sống thuận theo pháp, sống hợp với lời Phật dạy nhiều hơn, tức là từ cái khuynh hướng hay lo chuyện cái sự lo chuyện thả mà chuyển lại với đời sống nội tâm của mình, sống với những biết những gì mình làm đó. Thì xin thỉnh thượng Hòa Thượng ban cho một vài cái lời hướng dẫn, cái thỉnh Hòa Thượng. Anh là một bậc thầy vậy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Ở đây theo kinh nghiệm chúng tôi đó thì nếu mà chúng ta muốn quán chuyển cái tâm tánh của mình, mình là người thích ưa nhìn cái chuyện của người khác, và chúng ta không có quen hướng nội, nó có ba cái điều căn bản. Nhưng mà trong ba điều căn bản đó thì tùy theo cái khả năng tu tập của mỗi người có nghĩa là chúng ta có cần tánh trí tuệ nhiều hay là ít thôi, và có cái sự nỗ lực hay không thôi. Nhưng mà trước tiên đó, thì chúng ta phải thấy rõ, chúng ta phải biết rõ sống hướng ngoại đã chuốc lấy cái phiền não đau khổ nhiều, phiền toái nhiều, còn sống hướng nội thì có lợi ích là cái trong hướng nội mình rẽ qua cái ngõ tu tập nội tâm thì nó gần, bởi vì hướng ngoại đó là chúng ta đi nghịch lại với cái nội tâm thiền quán. Cho nên khi mà chúng ta biết rõ thì chúng ta mới có để mà chuyển tâm được. Còn nếu như người mà bị gọi là chứng bệnh mãn tính, chứng bệnh mãn tính có nghĩa là không có chịu
không có chấp nhận cái sự hướng nội. Họ nghĩ rằng trong cái cuộc sống thì phải mang chuyện thiên hạ, người phải người quấy nó mới vui. Thế là cái người đó không bao giờ họ chuyển hướng được, họ quân tập cái thói quen hướng nội được. Trước hết là phải chán, vì thấy rằng khi mình nghĩ đến thị phi phải quấy của thiên hạ đó, thì nó đem lại cái sự phiền toái cho mình. Rồi sau khi mà chúng ta đã nhận thức được cái bất lợi và cái lợi ích của cái việc, bất lợi của cái việc hướng ngoại và lợi ích của cái việc hướng nội, thì mới bắt đầu chúng ta mới tu tập. Người nào hàng ngày mà tập quen quan sát hay tự độ thân này, là vô thường, là khổ, thì khi chúng tôi tập quen như vậy, thưa quý vị, dần dần chúng ta sẽ cảm thấy rằng có lợi ích gì khi mà mình nghĩ đến, mình xét đến người khác, phải hay là quấy, tốt hay là xấu. Dần dần chúng ta sẽ quen thứ gì. Khi mà nói đến điểm này thì có lẽ là quý vị sẽ cho rằng là chúng tôi nói như con vẹt, nghĩa là lúc nào cũng nói như vậy. Nhưng mà thực tế đó, thì các vị thử tu, quý vị sẽ thấy có cái hiệu quả. Còn khi mà quý vị không có chịu tu tập vậy đó, chúng ta không chịu tu tập như vậy, thì người của chúng ta nó trở thành cái bệnh mãn tính, là chúng ta không thể sống hướng nội. Thì chúng ta rằng là chúng ta chịu vương thực có thói quen hướng nội hay không? Trước hết chúng ta hãy đặt cho mình một câu hỏi đó. Bao giờ Ngài cũng dạy một điều, thí dụ như Ngài dạy rằng Upamado Amatang Padang Pamado Machulu Padang, sống dễ vui là lỗ bất tử, dễ vui là đường đưa đến tử vong. Rồi Ngài dạy thêm cái bài kệ hay, Ê tăng quy sê sát tô giật tòa ấp ma đầm hí và địch ta ấp ma đê và mô đầm tí a ri gia năng vũ gia rê ra ta. Biết rõ sai biệt ấy, một trí sống chi cần
Quan hỷ không phóng dễ, không dễ vui. Họ thích hành sứ thánh, hành sứ bậc thánh, hay là thỏa thích trong cảnh giới bậc thánh. Luôn luôn người dạy có hai trường hợp, một là về, hai là về. Khi mà người biết rõ, người trí mà biết rõ hai cái con đường sai biệt đó thì mới bắt đầu chọn cho mình một cái đạo lộ, một cái hành trình. Cũng vậy, hướng nội là dễ thâm nhập thiền quán, còn hướng ngoại là chuốc lấy cái sự phiền toái. Khi mà biết rõ cái sự khác biệt đó, đó biết rõ sự khác biệt đó rồi đó, thì mới bắt đầu tập trung để chỉnh sửa cái nội tâm có khuynh hướng, có thâu về hướng nội được. Thì bắt đầu chúng ta sẽ tu tập những cái pháp như là Đức Phật dạy rằng Uthadi Nappamadi na Sanyame na Dhamme na cha, bằng sự chuyên cần, bằng cái sự nỗ lực không dễ kiềm chế và điều phục bốn pháp đó, đó để chúng ta mới sớm hướng nội được. Cái gì nó cũng có cái phương pháp, thưa quý vị. Đức Phật đã dạy cho chúng ta nhiều cái thang thuốc, nhưng mà chúng ta là người có chịu uống hay không đó, để mà dứt trừ cái bệnh hay không là do chính bệnh nhân của chúng ta thôi. Chúng ta là những bệnh nhân. Còn chúng ta ở đó mà chúng ta chờ đợi một cái sự chuyển hóa của nội tâm thì có lẽ là không thành công được. Cho nên tự mỗi người chúng ta sống ý thức, biết mình có cái cố tật là hay nhìn chuyện thiên hạ thị phi phải quấy, tối ngày chúng ta chỉ bận lòng cái việc đó thôi. Chúng ta biết cái đó là một điều đem đến phiền toái cho chúng ta. Không lúc nào chúng ta được an vui khi mà chúng ta thấy người này xấu, người kia tốt, người này phải, người kia quấy, vân vân. Thì khi mà chúng ta nhận thức được chính mình là người trong cuộc, mình nhận thức được điều đó thì mình mới sửa được. Bây giờ chỉ còn bằng cách là chúng ta nỗ lực làm sao hàng ngày chúng ta quán cái sự khổ cho nó quen, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, mỗi lần mà phiền não sinh khởi lên là mình khổ tâm. Còn luân hồi là còn khổ. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự khổ nó bao vây như vậy đó, thì tất nhiên thì mình sẽ không có hướng ngoại, sẽ không có hướng ngoại được. Cái rối loạn ở bên ngoài đấy, giặc ngoài không đáng sợ bằng giặc trong. Ở bên ngoài cái chuyện thị phi phản quấy, người ta tranh đấu nhau ở bên ngoài, nó cũng không có nhìn gì tới mình. Mình phải nghĩ đến chuyện là tham sân si
nó đang hoành hành và nó đang cố gắng. Cái pháp bất thị nó đang lấn áp cái pháp thiện. Thì chúng tôi phải sợ cái này, chúng ta mới sợ nhất. 2-3 ngày chúng ta kiểm soát lại, chúng ta thấy lúc này 2-3 ngày nay nội tâm pháp bất thiện nó đang thắng thế, đang lấn lướt cái pháp thiện. Những cái pháp thiện trước đây ta đã làm, ta đã quân tập, đã tu tập, một chỉ cần dễ vui một ít ngày, bỏ quên một ít ngày thì cái pháp bất thiện lấn lướt. Cũng giống như một cái khu vườn, một cái người chủ vườn họ phải để ý không nên nhìn cái khu vườn của người khác, cỏ mọc hay là cây trái trồng như thế nào, mà anh ta phải nhìn cái khu vườn của mình. Vì nếu mà mình bỏ quên đó, chừng tuần lễ nửa tháng 10 ngày là cỏ dại nó một đầy, một tùm lum hết, một mít lối hết những cái cây trong cái khu vườn nhà mình. Do đó chúng ta tu tập là chúng ta phải tự kiểm soát chính mình. Tự kiểm soát nó hay hơn. Và nếu mà đặt vấn đề là kiểm soát cách nào cũng dễ thôi, thưa quý vị. Quý vị học Phật Pháp á, quý vị sẽ thấy rằng là có cái sự nỗ lực, tức là có cái sự tinh tấn, nhiệt tinh. Quan hỷ trong cái điều thiện và không quan hỷ trong cái điều ác. Thời như vậy chúng ta có thể chuyển hướng được. Đức Phật này cũng dạy trong kinh Pháp Cú, Appamada Arato Phikhu Pamade Phayadasiya Dasino. Pháp Cú Parihanaya Dipanasan Tas Sivak Santike. Tỳ kheo vui duyên cần, thấy sợ trong dễ vui, nó không thể thứ đọa, nhất định gần niết bàn. Thì ở đây gì? Một là chúng ta thích thú trong cái thiện pháp. Chữ không dễ vui nó cũng là một trong những thiện pháp. Và chúng ta thấy sợ ở trong cái sự dễ vui, dễ đãi. Thì khi mà chúng ta có được cái tâm lý đó đó, thì chúng ta sẽ không bị thối đọa, để chúng ta sống hướng nội nó dễ, thưa quý vị. Còn nếu như mà chúng ta đã bị cái căn bệnh mãn tính rồi đó, và khi có người nhắc nhở, chúng ta không có chịu chấp nhận, không có chịu sửa mà chúng ta lại phản kháng, thì như vậy là vô phương. Vô phương. Giỏi đi nữa, nhưng mà đi đến khi mà nói đến cái chứng bệnh như vậy, nguyên nhân nó là như vậy, cần phải sinh hoạt như thế này, ăn uống như thế này, kiên cử như thế này, nhưng mà người đó họ không chịu chấp nhận theo thì thôi, đành phải chịu thôi.
Cho nên tất cả làm ác cũng do mình, làm thiện cũng do mình, thanh tịnh cũng do mình, mà có quế cũng do mình, thanh tịnh không thanh tịnh đều do chính tự mình, không ai thanh tịnh ai. Vì vậy cho nên trong cái câu hỏi thảo luận đầu tiên mà Hòa Thượng Giác Đẳng hỏi chúng tôi, làm thế nào để quân tập cái thói quen hướng nội, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị một vài điều để chúng ta có thể tự mình quân tập cái thói quen hướng nội bằng cách đó. Xin kính phương thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại điều họp Nam Mô Bụt Đại. Sa thú kính trưng Hòa Thượng Tề Siêu. Mình Hòa Thượng Nhân, Hòa Thượng ra còn đang ở trước máy đó. Hòa Thượng Quang Hỷ giải thích thêm là chúng ta thấy ở trong kinh nói về thập ác, ở trong đó có nói nhậm với vô ích. Và nếu chúng ta xem kỹ thì dường như là ở trong thập ác ấy, điều mà gọi là nhậm với vô ích ấy, là chúng ta thường phạm nhiều nhất. Chúng ta hay nói những chuyện bao đồng, chuyện không đâu ra đâu, chuyện vô ích. Thì bên coi thường tại sao chúng ta không ý thức được là nói nhậm với vô ích là một cái nghiệp ác nên tránh. Và phải chăng theo Hòa Thượng thấy đó là đây cũng là một điều mà chúng ta phạm nhiều nhất ở trong thập ác. Xin cái tên Hòa Thượng Quang Hỷ trở lại. Kính bạch Hòa Thượng Giác Đẳng, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Có những điều mà chúng ta thấy đó là không có gì đáng kể, nhưng mà thực sự ra thì nó rất là nguy hiểm. Một người mặc dù không nói lời độc ác, chưa nói lời độc ác, chưa nói lời chia rẽ, chưa nói lời dối trá, nhưng mà người này có cái khẩu nghiệp nói lời vô ích. Chính đây là cái pháp gọi là Pamado, tức là cái sự dị vui, giải đãi. Dù chúng ta không có ăn uống cái đồ độc, nhưng mà chúng ta có cái thói quen gặp cái gì cũng ăn. Ăn không cần biết cái này nó có lợi ích hay không có lợi ích, nó có bổ hay không bổ, nhưng mà miệng cứ nhai thành cái thói quen. Thì lâu dần đó, cái miệng chúng ta sẽ gặp những cái món ăn khác thì chúng ta lại ăn, thế là ăn dần cái độc. Cũng như khi chúng ta bỏ nhiều thời gian, bỏ phí thời gian để mà chúng ta nói những chuyện vô ích, thì lúc ban đầu thì chữ ác ở đây chúng ta phải hiểu có nghĩa là xấu nói chung. Những pháp bác là sống. Nhưng mà rồi cái chỗ lời nói vô ích đó, nó đi đến cái sự nói dối, không có xa lắm thưa quý vị. Từ sự nói lời nhảm nhí vô ích đó, đi đến cái chuyện mà nói năm thọc, nghe chuyện đằng này lại nói với đằng kia, nghe chuyện đằng kia nói với chuyện đằng này,
lúc ban đầu mình không có ác ý là để chia rẽ, nhưng mà vì cái thói quen mà nói chuyện nhảm nhí vô ích đó, không có lợi ích gì cho mình, vẫn nói, đem nói chuyện một cách cũng như khách quan, nhưng mà vô tình đã làm cho hai bên có cái sự hiểu lầm và gây hấn với nhau, chia rẽ nhau. Cho nên từ lời nói vô ích mà đi đến cái chỗ nó chia rẽ cũng không xa lắm đâu. Rồi từ lời nói vô ích đó đi đến những cái lời nói mà văn tục hay là thô ngữ, phỉ báng người khác hay mắng giết, chửi rủa người khác, cái nó cũng không xa lắm thưa quý vị. Còn ngược lại, một người họ luôn luôn cẩn trọng trong lời nói, và họ chỉ nói những lời nói hữu ích mà thôi, thì lúc giờ chính do cái thói quen chỉ biết nói những lời hữu ích, còn những lời nói nhảm nhí không có ích lợi thì bỏ ra. Do đó cho nên cái chuyện mà nói khôi hài, nói châm biếm, chọc ghẹo người khác, hoặc nói dối thì người đó không, họ không muốn nói vì nó là vô ích. Rồi nghe cái chuyện người này nói với mình như thế này, nghe cái chuyện người kia nói với mình như thế này, họ nghĩ rằng nếu mà mình nghe xong rồi đem nói chuyện người khác, dù mình không có ác ý chia rẽ, nhưng mà nó cũng là vô ích, nó có lợi gì cho mình hết. Thấy được như vậy đó, thì mình sẽ bỏ được cái lời nói đâm học. Còn cái lời nói thô ác thì thưa quý vị, đã không nói được vô ích rồi, chỉ nói lời hữu ích thôi, thì do đó những cái lời dèm pha, những cái lời phỉ báng, những cái lời chửi rủa tục tằn, đào mồ cuốc mã người khác, thì những chuyện đó nằm ở trong cái chuyện vô ích, cho nên người này cũng sẽ không bao giờ nói. Do đó cho nên chỉ cần là chúng ta tu tập làm sao, nếu nói thì nói chuyện hữu ích, như là bàn về những cái chuyện để cho tăng tự tin, tăng trưởng cái sự tinh tấn, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng cái sự thiểu dục, cái sự tri túc, tăng trưởng về giới, về định, về tuệ, về giải thoát. Chúng ta phải tập nói những lời nói như thế đó. Thì lâu ngày chúng ta sẽ từ bỏ được những cái ba cái lời nói ác kia. Cho nên ở đây thưa quý vị, đừng nói, chúng ta chưa nói đến cái chuyện mà chúng ta bậc A-la-hán hay là bậc A-na-hàm, Tu-đà-hàm, Tu-đà-quần chi cả. Chúng ta chỉ nói đến cái chuyện, mới nói đến cái chuyện mà tu tập những pháp mà trong Kala-dinh-na, Kutin-na, tức là hảo phật phu trí rồi trong cái thời kỳ này. Và chúng ta nhớ rằng là mọi cái chuyện lũng củng dẫn đến lớn chuyện đó, nó đều nó xuất phát từ cái chuyện vô ích mà ra, từ cái chuyện vô ích mà ra. Bạn bè gặp nhau
không nói những cái chuyện hữu ích, mà toàn là ngồi nói những chuyện vô ích. Từ cái chuyện vô ích nó sanh ra hư, rồi đem cái chuyện ông trời, ông năm bà bảy đem nói chuyện khác với nhau, rồi bắt đầu sanh ra cái việc đâu chối. Rồi hoặc là cả với nhau vì nói chuyện vô ích thì đương nhiên là cái lời nói đó dễ xúc phạm người khác lắm. Rồi sinh ra cái sự cãi vã, gây gỗ, ấu đả, rồi mắng giết, chửi rủa nhau, vân vân. Từ đó mà nó bắt đầu nó lớn chuyện ra. Cho nên khi mà chúng ta xét thấy được những cái chỗ đó đó, thì sự tử chúng ta sẽ không nói những lời nhảm nhí vô ích. Còn khi mà Phật tử chúng ta, người tu chúng ta đó, mà không thấy cái sự nguy hại của lời nói nhảm nhí vô ích là tại vì chúng ta không chịu suy nghĩ. Chúng ta ăn ở không rồi với chúng ta bàn chuyện thiên hạ cho nó vui chơi, chứ chúng ta không chịu dùng trí tuệ chúng ta suy nghĩ, chúng ta không biết quý trọng thời gian của cuộc sống. Không ai sống hôm nay mà biết mình sống tới ngày mai đâu. Cái sự chết nó đến với chúng ta rất dễ, bất cứ trường hợp nào cũng có thể xảy ra cái chết chúng ta được. Một cơn gió độc cũng có thể làm ta chết được. Một miếng vật thực chúng ta ăn vào độc có thể làm cho ta chết được. Ta có thể bị té ngã mà chết, có thể bị côn trùng rắn rết cắn mà chết. Nghĩa là sự chết đến chúng ta rất nhiều nguyên nhân rất dễ. Khi mà chúng ta thường suy xét thấy như vậy đó, là chúng ta sẽ thấy sự nguy hại của cái lời nói nhảm nhí vô ích. Mất thời gian lắm thưa quý vị, mất thời gian lắm. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta phải thường xuyên thấy sự nguy hại của lời nói nhảm nhí vô ích. Nói tóm lại là chúng ta phải thấy cái lời nói nhảm nhí làm cho chúng ta mất thời gian vô ích trong khi cái chết gần kề với chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta thấy do cái lời nói vô ích, nói cái sự nói dối dẫn đến cái lời nói năm thọc, dẫn đến cái lời nói độc ác. Mà khi người đã nói dối, nó đâm thọc, nó đậu ác rồi đó, thì nó sẽ đưa đến cái tai họa. Còn nói chi là quả nghiệp của cái khẩu nghiệp ác này, nó sẽ đưa lại cho chúng ta một hậu quả nó nguy hiểm vô cùng ở trong kiếp tương lai. Cái thói quen mà nói lời nói vô ích ảnh hưởng đời sau đó thưa quý vị, ở trong Upanishad mà kinh nói về tướng tướng của Đức Phật, ở trong đó có những quý tướng của Đức Phật như là cái miệng của Ngài đẹp, cái hàm răng đẹp, hơi thở thơm tho, cái giọng nói của Ngài trong trẻo, rõ ràng, không có bập bẹ, không có phiền phào. Lời nói của Ngài có uy tín, có thuyết phục,
vân vân. Đức Phật đã giải thích cho ghe nè, tất cả từ nơi cái khẩu nghiệp, do khi Ngài còn là vị Bồ Tát thực hành Ba La Mật, Ngài đã từ bỏ cái lời nói vô ích, Ngài chỉ nói lời hữu ích, lời hữu ích cho người khác và lời hữu ích cho chính bản thân mình. Do vậy cho nên Ngài được cái quả nghiệp gì? Quý vị có muốn đời sau chúng ta sanh ra cái lời nói chúng ta nói 1000 lời mà người ta bỏ ngoài tai, người ta không nghe một lời nữa, quý vị có muốn vậy không? Nếu mà quý vị muốn rằng cái lời nói mình lúc đầu cũng có giá trị, cũng được mọi người nghe và lắng nghe và tín nhiệm, thì chúng ta hiện tại phải cố gắng bỏ cái lời nói vô ích, chúng ta mới được cái phước gì. Tại sao có những người nấu ra đó, mình với bà còn ít ra thì nói ra cũng như hoa, còn có những người lời nói không nói ra cũng giống như là phẩm hôi thối vậy đó. Là tại sao? Vì họ đã thường cận y duyên và cái khẩu nghiệp nói lời vô ích trong quá khứ quen rồi, cho nên bây giờ lời nói không có giá trị. Chúng ta cần phải hiểu rõ, thấy rõ điều đó. Một vài điều mà chúng ta xin chia sẻ với quý vị qua cái câu trọng lượng số 2 về Nam Mô Bổn Sư nhé. Sa thú, rất là tiền và thực tế siêu với những hướng dẫn vừa rồi. Cái trình siêu quý vị nghĩ, phần còn lại thì Pháp Tân và Sư Đệ sẽ đảm trách. Thường tọa Pháp Tân hay Thường tọa có ở trước máy không? Và nếu được thì xin Thường tọa khoan kỹ trở lại. Dạ. Không biết Thường tọa Pháp Tân. Dạ. Dạ, Thường tọa Pháp Tân, Thường tọa có thấy rằng ngày nay đó, với cái mạng xã hội như là Facebook hay là ở trên các cái mạng mà TikTok rồi chẳng hạn, người ta có dành quá nhiều thời giờ cho những cái vô ích không? Và cái thế giới rộng lớn của chúng ta ngày nay đó, có phải là chúng ta bị phân tán tâm quá nhiều cho những cái việc mà nó không thực sự thiết thực trong cuộc sống? Không biết Thượng tọa Pháp Tân có cảm nhận điều này không? Kính cung trình Thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Theo bản thân con thì con nghĩ như thế này. Sự thật thì công nghệ 4.0 của ngày nay nó cũng giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà ở bên cạnh đó, nếu mà mình không khéo thử sử dụng mình thì nó cũng có cái phần tác hại ở trong đó. Chẳng hạn như là người xưa họ nói cái câu là lợi bất cập hại, do cái việc mình sử dụng thôi. Có nghĩ rằng nhờ cái công nghệ mà mình có thể rằng cái việc mà mình truyền tải các cái thông tin rất là mau lẹ cũng như rất là gọn gàng. Nhưng mà nhiều khi rồi lặn lội ở trên đó nhiều quá thì nhiều cái giống như cái không đáng biết mà mình biết bản năng thì cái đó nó không khéo dễ dàng có cái sự tác hại. Con thấy đâu á trên mắt là mình tiếp cận với cái máy nó quá hoặc là sớm quá, để bỏ thời gian rất là nhiều đó, thì mình dễ dàng bị cái con mắt nó dễ bị mờ, thần kinh nó, cái trí nhớ như sự tập trung của mình nó cũng không có. Giờ giống như người ta nói cái câu là nếu cái gì không biết thì cứ lên Google mà tra. Người ta ý vào cái ở trên Google cái gì cũng có, thì không cần phải học, không cần phải nhớ, cứ
chúng ta chỉ cần sợt lên là có hết tất cả. Nhưng mà như vậy đó thì nó lại có một cái bất cập là người ta không cần phải học nhớ những điều cần đáng nhớ, cái gì trên đó cũng có. Cho nên con thấy rằng có nhiều cậu thanh niên là những cô thiếu nữ đó, nhiều khi chơi game, chơi cái này ở trên kia đó, trên mạng rất là nhiều, bỏ ăn. Rồi khi mà họ bỏ buông ra một cái rồi, họ buông ra một cái rồi, người của họ nó giống như là cái người mất hồn, bệnh hoạn lắm, không có tập trung, rồi giống như ngơ ngác, và cái cơ thể nó bị suy nhược có thể từ ngồi đó. Thì con nghĩ rằng do cái thông minh của cái thời đại ngày nay gọi là 4.0 thì nó quá nhiều, cũng rất là dễ dàng. Nhiều khi rồi nói câu chuyện nghe vui ấy, là ba bốn anh chàng ngồi hẹn nhau ra quán cà phê ngồi uống cà phê tâm sự chia sẻ đó. Nhưng mà ra rồi cũng không nói gì nhiều hơn nữa, mà ai mà cái mắt một cái cell phone là một cái iPad gì đó, rồi cái là lướt lên trên đó, và cái câu chuyện nó cũng không có đi vào đâu. Câu chuyện mà định bàn định nói với nhau nó cũng không đi vào đâu. Rồi ngồi rồi uống cà phê, rồi lâu lâu ngồi khác rồi uống một miếng, rồi lại là lướt tiếp, rồi ngồi hết giờ rồi đi về. Thì con nghĩ rằng nhiều khi rồi mình dành cái thời gian qua đối với ở ngoài mạng xã hội nhiều đó, thì mình không có cái sự tập trung lắm, lúc có khi đó là cũng bị suy nhược, yếu cơ thể cũng có. Cho nên là nếu mà mình khi cái cần, những lúc cần thì mình cũng lên để mà mình tìm hiểu, nó có truyền tải những cái thông tin nó mau. Nhưng mà đó là nếu mà mình dành cái thời gian nó nhiều quá thì mình đâu có dành cho cái việc khác được. Giờ con không nói ở đâu xa đó, cái gì nếu mà mình coi hoài này, mình đọc rảnh mà mình có kinh có sách mà rồi đó, thì giống như chúng ta thấy là cái đó nó ở trên mạng thì nó giống như là một cái chợ thượng vàng hạ cám, nó có đủ hết. Rồi cái mình mà để tâm vô cái đó nhiều quá thì cái tâm của mình đâu có yên tĩnh được, đâu có yên tĩnh. Trong khi mình đọc kinh đọc sách, mình để tâm vô thì mình nhớ, nhớ không phải là nhớ hết được, nhưng mà có cái là mình cũng nhớ được, do mình có sự tập trung vô đó, tập trung vô những cái câu kinh hay những cái lời ở trong cuốn sách, câu kinh ở trong cái cuốn kinh nào đó thì mình cũng nhớ được. Còn nếu mà mình để tâm trong máy móc nhiều quá, mình đâu có nhớ, không nhớ mà quên. Cho nên con nghĩ rằng khi mà mình cần cái đó, mình nghĩ đó là phục vụ cho cái sự học của mình, phục vụ cho cái việc mà mình làm lợi ích gì đó thì mình cũng nên, nhưng mà cũng đừng dành quá nhiều thời gian, nhiều việc để làm thì cũng không phải là chỉ có cái việc đó là duy nhất đâu. Vì vậy cho nên là có nghĩ rằng thời gian là mình để dành cho cái việc mà mình đọc kinh, hoặc là mình ngồi thiền, mình chiêm nghiệm, tĩnh tâm lại trong đời sống, hoặc là có khi mình làm những việc này việc kia với chùa chiền, thì có nghĩ rằng cái đó cũng là cái lợi ích cho mình. Trong khi mình thay đổi, mình ngồi hoài lâu nó cũng tổn cho mình nha. Mắt mình mà để vào trong mắt, trong máy nhiều quá đó thì nó cũng không tốt nha, không tốt. Cho nên con nghĩ rằng người xưa họ nói là lợi bất cập hại thì lại vậy. Cho nên là thấy cái gì nó cần thiết và lợi ích thì mình nên lên để mà mình tìm hiểu, mình
có thể vận dụng cái đó để mà mình làm lợi ích gì cho bản thân, lợi ích cho những người chung quanh thì cũng nên làm. Còn nếu không có, không ấy, thì cái việc đó không cần. Giống như cái đứa nhỏ, đứa trẻ ngày xưa đó, thì những cái trò chơi mà mình thấy là nắng đất sét, nắng xe, nắng chim, rồi nắng cá, rồi nắng cái này, nắng cái kia, rồi chơi nó vui. Nhưng mà những cái đó nó tạo thành cái kỹ năng cho cái đứa trẻ mà nó biết nắng những cái con chim, nắng những chiếc xe nó kéo nó chơi để đất sét nó nắng, rồi nắng những cái con cò hay là nắng những cái hình búp bê, cái này cái kia, nhưng mà nó lại biết nắng. Bây giờ bỏ ra đứa trẻ nó không biết nắng, do cái gì cũng ra chợ để mua hết, nó có sẵn. Giống như là những cái, có những cái người họ không biết nấu ăn luôn, chỉ ra chợ rồi mua thức ăn về rồi ăn hàng ngày vậy, cơm đường cháo trợ chợ vậy đó, cứ ăn vậy thôi cũng qua ngày. Nhưng mà kêu nấu cơm thì cũng không biết nấu. Thì con nghĩ rằng cái gì nó cũng vậy, khi mà mình có quân tập mà nghĩ đó là cái sự lợi ích thì mình nên làm. Còn nếu mà nó cái gì nó gây tổn hại cho mình mất nhiều quá cái thời gian, bởi vì cái thời gian nó cũng không phải là cái việc đó là cái duy nhất, mà chúng ta còn phải dành nhiều cái việc khác nữa. Cái việc gì mà chúng ta thấy nó thật sự là hữu ích cho cái đời sống tu tập của mình thì mình dành cho cái thời gian đó. Còn nếu mà mình lặn lội ở trên đó hoài thì giống như người ta nói sống ảo nó cũng không tốt. Cho nên bản thân con nghĩ rằng cũng không phải là mình hoàn toàn không lên, nhưng mà mình dành thời gian cho nó thì không có, mà mình hạn chế khi nào cần thiết lại lên. Tìm hiểu có lợi ích gì cho bản thân của mình, lợi ích gì cho mình là con xin có cái ý để chia sẻ như vậy. Con thỉnh hòa thượng trở lại chia sẻ. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ, trưng tòa Pháp Tân rất nhiều. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, có một điều mà chúng ta nên để ý đó, là khi mà chúng ta ở bên ngoài ngôi chùa, ở bên ngoài tu viện, sống cuộc sống ngoài đời, và khi mà mình nói đến cái tốt, cái xấu, thì những cái mà chúng ta nhấn mạnh, nhiều khi đó nó khác với cái mà chúng ta đang ở trong thiền viện, ở trong chùa. Khi mà chúng ta đến thiền viện đó, thì chúng ta thấy có hai điều mà các vị thiền sư đặc biệt hay nói, hay nhấn mạnh, mà ở bên ngoài thì không để ý gì. Một là người tu thiền đó, là phải có một cái phương cách để đối trị hôn trầm thị mi, tức là cái sự giả dưỡi, uể oải buồn ngủ. Và bình thường trong đời sống hàng ngày á, chúng ta ăn đủ, ngủ đủ, sự đầy đủ ăn ngủ chúng ta không thấy là được hôn trầm thị mi đó. Là nhưng mà khi vào trong thiền viện, tiết chế cái ăn cái, và bây giờ thì hôn trầm và thị miên nó lại là một thứ phiền não mà chúng ta phải đối diện và rất là khó khăn để giải quyết, hơn là cái tham, cái sân. Và thưa quý vị, một thứ khác mà người ở bên ngoài không để ý nhiều, nhưng với người tu thiền thì nó trở nên rất là quan trọng, đó là tán gẫu. Cái tán gẫu hay là nói nhảm nhí vô ích, mà có lẽ là ngày nay người Việt Nam thường hay dùng gọi là bà tám, hay là tám, tức là nói chuyện người này chuyện người kia. Thì các vị thiền sư khẳng định một điều là người nào mà hay tán gẫu thì người đó không biết quý trọng thời gian. Người nào hay tán gẫu thì người đó không có cái ưu tiên của cuộc sống. Người nào hay tán gẫu đó
là người đó không ý thức cái giá trị của sự yên lặng để cùng tu chánh niệm, và nó trở thành vấn đề lớn. Chúng tôi đã gặp nhiều lần, không phải là một lần, có những vị thiền sư đuổi thẳng các thiền sinh ra khỏi chùa vì lý do những thiền sinh này đã không tuân thủ một việc là giữ cái sự yên lặng cho đại chúng, mà vào chùa tu thiền rồi còn tụng năm tụng ba để tán ngẫu, để nói chuyện. Cho dù cái chuyện đó mới nghe không có gì hết, nó đâu có tội lỗi gì đâu, chỉ là chuyện buồn quá ngồi xúm nhau ngồi nói chuyện chuyện này chuyện kia thôi. Nhưng mà thưa quý vị, đối với người tu thì cái việc mà nói nhảm vô ích chuyện tán ngẫu đó là một cái sự biểu lộ của sự dễ vui, sự dễ ngươi. Nó biểu lộ của một điều là chúng ta không có ý thức được cái giá trị của thời gian trong cái sống này. Nếu tỏ rõ cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có cái đáng làm hơn, cái quan hệ hơn để làm, mà ngồi đó để mà tán gẫu. Thật ra hồi nãy Hòa Thượng Thầy Siêu á, thì Hòa Thượng nói về cái hại của tán gẫu trên mặt khác, mà ở đây chúng ta không lặp lại. Đó là cái người tán gẫu á, mình nói riết á, thì mình đâm ra mình nói xấu người khác, nói sau lưng người khác. Mình hay nói chuyện tào lao, nói chuyện thiên hạ đó, thì rất dễ dàng chúng ta nói vào chuyện chia rẽ. Mà đôi khi chúng ta lại dễ dàng để nói những chuyện rất là ác, người ta không làm mình nói người ta mà làm. Và thứ vị, chúng tôi cũng còn thấy một điểm là có những người họ tán gẫu, ngay cả cha mẹ của mình, thầy tổ mình, những người đáng kính mình, mà nói riết lại ra mà nói cũng đều bất kính. Nhưng đó là tai hại. Đó là gọi tự xin nói cái hại của cuộc sống bình thường đó. Nhưng mà thưa quý vị, đối với cái việc tu thiền á, thì việc tán gẫu phải nói rằng mình có ngồi thiền 5 giờ, 3 giờ đồng hồ mà ra mình ngồi mình nói chuyện đùa khoảng 30 phút thì cái niệm lực, cái định lực mình nó tan biến hết. Có thể chúng ta không tin vào việc này, nhưng mà trên phương diện tu thiền á, ai mà có hành thiền rồi mới thấy rằng cái chuyện ấy chuyện rất là tai hại. Và nếu chúng ta sống có ý thức á, và có học đọc trong kinh đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không phải một lần, rất nhiều lần Ngài khuyên, Ngài nhắc về giáo pháp của Ngài là giáo pháp của cuộc sống thanh tịnh chứ không có ồn ào. Ngài nhấn mạnh rất là nhiều lần là hãy tận dụng thì giờ cho những việc quý báu, đừng ngồi đó để mà tán gẫu, để mà nói những chuyện nhảm nhí vô ích không đâu ra đâu. Phật là cho rằng chúng ta phải có một thái độ nghiêm túc hơn, tốt hơn khi mà mình sử dụng thời giờ của cuộc sống. Và trong bài kinh này thưa quý vị, cũng có một điều khác đó là khi mà chúng ta hay nói những chuyện không đâu ra đâu, nói gì trên trời dưới đất, thì chúng ta lại có khuynh hướng tìm những người giống như vậy. Tại vì sao? Cái người nhậu thì sẽ chơi với người nhậu. Cái người thích đánh cờ, thích đánh bài thì lại thích tìm người đánh cờ, đánh bài. Những người hay thích chuyện thị phi thì hãy tìm đến thị phi. Chứ không có thấy người nào mà không thích chuyện thị phi mà lại thường tiếp xúc với người thị phi hết. Có những người thú vị, họ trong đời họ thích ngồi đó để làm thẩm phán, để lập một cái phiên tòa gọi là phiên tòa khiếm nhiệm. Phiên tòa khiếm nhiệm ở đây tức là mình đem chuyện người này ra mình phê phán, đem chuyện người ra phê phán, giống như là cái việc đó là cái việc rất quan trọng nhất trong đời. Thật ra nó chẳng quan trọng gì hết, ý kiến là ý kiến thôi. Mình nói xấu người khác được thì khác cũng nói xấu mình được. Mình lo chuyện thị phi thiên hạ, nó chỉ làm dơ lỗ tai, nó chỉ làm mình bị ô nhiễm cái đầu thôi, chẳng lợi gì để nói chuyện người khác hết. Và chúng tôi chưa thấy một người nào mà nói nhiều về chuyện người này người kia mà không có phạm lỗi. Đa ngôn thì đa quá, dạ, đa ngôn đa quá, tức là nói nhiều thì lỗi nhiều. Có nhiều người sửa là câu này là đa ngôn đã quá, là mình nói nhiều thì càng sướng miệng, nhưng không phải. Đa ngôn phải đã quá đâu, mà đa ngôn đa quá, nói nhiều thì lỗi nhiều.
một trong những điều mà một người tập rất là, dù là mình tu giới, tu định, tu tuệ về, là bước đói lại, bước đói lại. Những người ta nói nhiều, gặp chuyện gì cũng nói, gặp chuyện gì với ý kiến, sáng cũng nói, trưa nói, chiều nói, chuyện của nên của nó hướng tới. Cái tâm họ không bao giờ tập trung được, tâm không bao giờ chánh niệm được, và cái trí không bao giờ sáng suốt được. Càng nói thì chúng ta càng bị phân tán tâm, phân tán định lực, phân tán niệm lực, phân tán tuệ lực. Nên thật ra đối với luân lý đạo đức của thế gian á, thì các tôn giáo và các hệ thống luân lý ít có một cái nền luân lý nào mà khuyên chúng ta tránh nói nhảm với bổ ích, và xem nói nhảm với bổ ích là một điều xấu. Bất quá thì nó là cái gì không đẹp thôi. Nhưng mà trong Phật giáo, ở trong Phật pháp thì dạy chúng ta rằng nói nhầm với bổ ích là một ở trong thập ác. Một trong thập ác. Và đây là điều mà chúng ta rất thường phạm phải, thường lắm. Và một người nào mà thường nói nhầm với bổ ích thì nó tệ hại hơn nữa là lôi theo là hay chơi với bạn xấu. Và người nào mà hay kết thân với bạn xấu thì ít bao giờ đi lên lắm, đời sống không thăng hoa. Chúng ta để ý thấy một người mà nói chuyện lâu với bạn xấu thì họ đâm ra họ quay lại họ hay thù ghét, họ hay chỉ trích những người mà ít nói. Lạ như vậy. Thường khi mà chúng ta ít nói thì chúng ta rất thưởng thức những người ít nói. Không, những cái người mà họ hay nói nhiều hay từng thị phi đó, thì họ thường kết án, họ thường lên án những người ít nói. Và dần dà họ xa lìa bạn tốt. Đúng ra thì nếu chúng ta hiểu điều này, một cái người tốt á, cho dù họ ít nói thì họ vẫn đối xử tốt với nhau, chứ không phải là mình nói nhiều mới là thân thiện, không phải mình nói nhiều mới là mình giỏi xã giao. Đời sống hàng ngày mà ít nói thì tốt hơn là nói nhiều. Và điều nữa, thưa quý vị, là không phải mình phụng sự hay mình hoằng pháp có nghĩa tối ngày mình phải nói nhiều đâu. Nói hoài, lúc nào cũng cần phải nói đâu, không phải vậy. Chỉ để lấy ví dụ như là, quý vị hỏi chư tăng thì biết, chư vị giảng sư thuyết pháp thì thuyết pháp. Như thuyết pháp xong rồi đó, thì đời sống hàng ngày mình tập sống yên lặng mình chứ. Để mà tới giờ thuyết pháp cũng nói, để đi xuống nói, ở trên xe cũng nói, gặp ở đâu cũng nói hết, thì thật ra đời sống chúng ta càng ngày á, thì nó càng đi xuống. Nên một cái người có học lời Phật dạy thì biết rằng nghiệp nó đi qua ba cái cửa là thân, khẩu và ý. Chỉ khẩu ở đây chúng ta nói là miệng, nhưng chúng ta nói đúng là thân ngữ và ý, là hành động, lời nói và ý nghĩ. Lời nói cũng rất là quan trọng. Và trong bốn điều mà gọi là khẩu nghiệp bất thiện thì trong đó nó nhẫn với vụ là một trong bốn điều bất thiện đó. Nên chi chúng ta đừng xem thường về điều này. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn có ít thì giờ để trở lại một điều mà hồi nãy chúng tôi có tỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Tân. Nhưng đây chúng tôi cũng xin nói luôn là chúng ta đang sống trong một thời đại mà qua màn ảnh của TV, qua màn ảnh của computer, qua màn ảnh nhỏ của điện thoại smartphone, có cả trùng một thế giới. Một thế giới đó đầy dẫy sự phức tạp, đầy dẫy những cái phiền lụy, đầy dẫy những cái điều mà khiến cho tâm tư của chúng ta bị chi phối. Chưa có thời đại nào mà tâm tư con người mà bị chi phối đến mức độ mà lớn lao như ngày hôm nay. Thậm chí các bác sĩ tâm lý tại Mỹ đó còn khuyên rằng nếu bạn muốn có một ngày bình an buổi sáng thức dậy, đừng đọc email, đừng vào trong Facebook, đừng vào các mạng xã hội. Hãy cho mình 10 phút uống một ly trà, uống một tách cà phê, ngồi lãng mạn một mình. Tại vì sao? Vì chúng ta thường mở đầu một ngày mới với cái đầu óc
đầy những tạp niệm. Không biết là những cái mạng xã hội như Facebook mang lại lợi lạc cho chúng ta bao nhiêu, nhưng mà rõ ràng nó mang lại cái phiền lụy rất là nhiều, nhiều lắm. Nó làm điên đảo cả thế giới này. Cái nền chính trị xã hội Hoa Kỳ đang trả giá rất đắt cho cái Facebook. Facebook đã chinh phục thế giới. Facebook đã làm cho dân chủ cũng như là chúng tôi sống trong thời đại mà thứ vì khi mà đại dịch đang hoàn thành thì có một số lớn người thù ghét khẩu trang. Chúng tôi phải dùng chữ thù ghét hoặc kép, thù ghét khẩu trang, thù ghét vaccine, chỉ vì đơn giản là họ bị đầu độc bởi mạng xã hội. Có lúc người ta nói rằng COVID đâu có cái gì đâu, mình bị nhiễm rồi sơ sơ rồi mình xong là hết. Có lúc họ đánh giá thấp. Và chúng tôi phải thưa rằng hiện nay bây giờ chúng tôi đang nói chuyện quý vị đây là ở trong chùa có 4-5 Phật tử bị nhiễm COVID, họ những Phật tử đồng cốt của chùa. Thì thưa quý vị, vậy mà do cái mạng xã hội người ta vẫn hiểu sai, chấp sai và quan niệm sai về COVID. Rất là đơn giản thôi, nếu mỗi người trong chúng ta mà khi mình bị bệnh hay bình thường mình mang khẩu trang thì cái khả năng lây nhiễm chúng ta ít hơn. Nhưng mà không, người ta kết án cái chuyện mang khẩu trang, người ta bắn vào những người mang khẩu trang và người ta kiện ra tòa những người mang khẩu trang. Tại vì họ nghĩ rằng mang khẩu trang là cái chuyện kinh thiên động địa, là cái chuyện phạm pháp, là chuyện nghi phạm quyền tự do cá nhân. Thì chúng ta thấy rằng cả một cái thế hệ, cả một cái đại khối quần chúng, chúng ta không nói 500-700 ngàn người, chúng ta nói là hơn phân nửa dân chúng mà bị đầu độc như vậy thì đều là do mạng xã hội. Đó chỉ là một thí dụ thôi. Ở Hollywood ấy, khi người ta làm một cuốn phim thì thưa quý vị, có những bộ phim rất là nổi tiếng như là phim Gián điệp của James Bond chẳng hạn, thì người ta cố gắng đem vào đó những cái sản phẩm quảng cáo, cái chiếc xe nào mà nhân vật đó lái, cái điếu thuốc nào nhân vật hút, cái đồng hồ nào nhân vật đó mang. Tại vì những thứ này đó là một cách quảng cáo, và những công ty đó họ trả cho những phim, những người sản xuất phim một số tiền rất lớn, kể cả cái lon nước mà nhân vật trong phim uống. Và kết quả là như vậy, là chúng ta thích thú những cuốn phim đó và những hình ảnh như là cái hiệu nước ngọt mà cái nhân vật chính trong phim uống, cái đồng hồ mà một cái tài tử điển trai đeo lên một chiếc xe để chạy, nó là ảnh hưởng đến cái thị trường rất là nhiều. Do đâu? Là do một cái hệ thống quảng cáo rất tinh vi. Ma vương luôn luôn rất tinh vi, thưa quý vị. Ma vương rất tinh vi. Và một ở trong những cảnh giới mà ma sai sử con người nhiều đó, đó là cái sự giải đãi, cái sự buông thả. Và cái dấu hiệu của sự giải đãi, của sự buông thả con người đó nằm ở trong cái lời nói nhảm nhí bổ ích. Chúng ta đọc kỹ trong kinh là cái người nói nhảm nhí bổ ích là cái tâm họ rất là buông thả, rất là phóng. Vì vậy chúng ta đọc bài kinh ngày hôm nay, hai vị phẩm thiên này thật ra đề cập đến một vị tỳ kheo vốn thường nghị luận phê phán những bậc đại trưởng lão ở trong tăng chúng như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp. Quý vị nào mà để ý thấy những người mà họ tâm họ hay phê bình, ai họ phê bình cũng được, ai họ cũng phê bình được hết. Dạ, họ phê bình để làm gì? Phê bình để phê bình thôi. Thí dụ như vậy là đâu có ai hoàn hảo. Quý vị đem người tốt nhất thì họ cũng có những điều mà chúng ta có thể phê bình được. Nhưng mà rồi mình phê bình hoài, rồi rốt cuộc gọi là cá mè một lứa, cá đối bằng đầu, ai giống nhau hết, ai cũng xấu, ai mình cũng nói được hết. Rồi mình đánh mất đi những giá trị cao thượng, mình đánh mất đi những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thật ra như vậy, chúng tôi cụ thể như mấy Phật tử đi chùa, vị nào cầm cái đổ quét sân được thì cũng nên quan hệ, vị nào chân qua cứu Phật cũng nên quan hệ, vị nào làm công bả đang quan hệ. Nhưng nếu bây giờ chúng ta ngồi phê bình đó, thì ai chúng ta cũng có chuyện phê bình hết. Để làm gì? Để cho cái đầu mình đó, nó bị
tạp niệm, để cho cuộc sống mình tiêu cực, và để cho mọi người chung quanh bị cái hệ lụy do cái thái độ của chính mình. Thành ra cái sự tích cực nhất trong cuộc sống là gì? Đó là sự im lặng ở trong chánh pháp. Chúng tôi nói điều này, chúng tôi phải cảm ơn tất cả quý Phật tử ở trong lớp học này. Chúng ta đã có nhau hơn 20 năm. Và trong 20 năm đó, món quà lớn nhất mà quý vị dành cho Chư Tăng là gì? Là ít nói. Thành ra nếu, chúng tôi thưa quý vị là, nếu chúng tôi vào trong lớp học này, mà quý Phật tử nó lung tung quá, ngày nào nó đừng lung tung quá, thì thật ra, không phải là thằng Tư Siêu không, mà chúng tôi cũng muốn tiếp tục gì thì lớp học làm gì. Mình vào đây đó là gì? Để mình nghe pháp, để lắng tâm chiêm nghiệm lời Phật dạy, chứ phải vào đây để mà xã giao, vào đây nói chuyện đông đi nam bắc, vào đây nói chuyện này chuyện kia để làm gì? Nói để cho phân tâm quần chúng thôi. Và chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã giữ được cái không khí tương đối, chúng tôi không nói tuyệt đối nha, tương đối là im lặng trong 20 năm qua. Và nếu Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng khen quý vị đó. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Đại Đạo Ma. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có lớp dạy Pali Pháp Cú và vị giám sư là Hòa Thượng Thầy Siêu. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết cho bài học này. Tràng. Trong rừng chúng con, Tôn Đức đã ở lòng bi mẫn diệu của Đức Phật, con được lắng nghe, ghi nhớ không lạc hạnh thành dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu